sông nước này là bằng tàu và các tàu để dễ di chuyển ở mọi góc ngóc ngách ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long này, và đó là lý do người ta trao đổi buôn bán. Và các tàu ở đây chúng ta có thể nhận thấy các tàu ở đây nó có cái giống như cái bảng số xe của ta thấy không, AG là từ An Giang, DT Đồng Tháp, ST là Sóc Trăng. Đó, những cái tàu này từ tận khác tới đây thu gom trái cây đặc sản địa phương gom tới đây mua bán, và tất cả các hoạt động sống ở trên tàu từ 17 đến 10 ngày. Và khi họ bán hết đồ đạc xong thì họ sẽ quay về tỉnh của họ là để thu gom. Và các cô chú có thể thấy là người ta chọn cái khúc sông này nè, nó khá là hẹp, nó khá là hẹp, và hai bên là bờ sông vườn trái cây, hai bên là bờ sông vườn trái cây bí đỏ chú, hai bên bờ sông là vườn trái cây. Và cái điểm đặc biệt là người ta phải chọn cái khúc sông như thế này bởi vì nó không quá sâu, ở khoảng chừng 4 đến 5 mét thôi, để dễ cho tàu thuyền neo đậu, người ta không có thể chọn cái